cùng với Ỷ Vân Hiên có một mong muốn rất là nhỏ là muốn tạo một cái tiệc trà ấm cúng để mọi người có một cái cảm giác dịu nhẹ đi sau cả một cái mùa dịch bệnh. Đến rất là nhiều cái trang phục cổ, nhất là của trang phục của tầng lớp quý tộc, như tầng lớp cung đình, triều Nguyễn ngày xưa. Cái trang phục cổ được cắt may một cách chuẩn mực để cho mọi người được mặc, được trải nghiệm và được hiểu thêm rằng là trang phục truyền thống của người Việt cũng rất là đa dạng và cũng rất là đẹp. Trị văn hóa lịch sử và nó là những cái giá trị mà có thể đại diện cho cái vẻ đẹp của Việt Nam và trong mắt của bạn bè quốc tế nữa. Thông qua buổi hôm nay thì cũng muốn truyền tải đến cái vẻ đẹp trang phục cổ đầu tiên và cũng truyền tải những kiến thức, tri thức về cổ phục cũng như là mọi người sẽ hiểu hơn được một phần nào đó về cái ẩm thực Việt Nam như bánh trung thu cũng như là về văn hóa sử dụng trà Việt Nam. Với Thu Blue thì mình cũng muốn là quảng bá được văn hóa Việt Nam sâu đậm hơn, không những là với người Việt Nam và trong mắt của bạn bè quốc tế nữa.